Mình xin chào ngày mới tất cả các bạn. Thì mình đang ở trong cái xưởng của anh Thắng, cái nơi mà ảnh chiên, ảnh tiện mấy cái đồ dùng của xe cuốc. Ảnh đang bưng cái cây ti. Ti này thì cây ti mới. Ti này ti gạo của mình. Thì sẵn ảnh ở đây thì mình cũng hỏi ảnh chút về cây ti này thế nào. Ok anh Thắng ơi. Dạ cho em hỏi cái anh. Thì sẵn đây cho em hỏi cây ti của em là ti này là nó mạ là mấy lớp anh? Ti này ti anh đặt em ơi, đặt yêu cầu của mình á. Dạ. 8 lớp. Dạ 8 lớp anh. Đó hồi anh vớt rồi cho em coi, vớt cũng 3 lớp mạc anh luôn á. Dạ. Ti này tại ti này ti đặt chứ không phải là ti hàng chợ. Dạ. Đặt số lượng nhiều á, người ta là mình về mình làm luôn. Dạ. Thì đặt theo yêu cầu, quy cách của mình đưa ra. Dạ. Cây ti gạo của mình thì thời gian nó cũng phai mờ khá là lâu rồi nên bị nó bị rổ cũng nhiều đường rồi, mình thay cũng mình thay phốt á, chạy trong vòng khoảng chừng tháng là nó chảy du du vậy đó, nên giờ mình phải thay cái ti mới thôi. Ti này ti 70 phải không anh? Ti 70 em. Dạ, có số 70 đây, người ta cũng làm dấu cho mình sẵn á. Với lại mình về mình đo mình cũng biết mà. Tại người ta làm dấu vậy thôi. Ta xem cây kỹ đi. Đây là cây ti cũ của nó. Nó bị rổ chỗ này đây, nhiều đường lắm. Rồi thấy nhóc luôn mà bố chưa thả rõ. Đây dạ. Nè. Nè đây nè anh. Bởi vậy nó chảy quá trời chảy. Chảy thì mình cũng sợ. Cái thứ nhất là sợ chảy đó. Cái thứ hai là sợ nước nó vô nữa. Lúc mình làm dưới sông đó. Đây là cái công đoạn đầu tiên là cái này kêu là cái gì quên rồi. Cái này sang kê. Cái gì? Sang kê. Sang kê hả? Sang kê. À, có nghĩa là nó ngắn gọn là nghĩa là mình canh cho nó đều á, đây là kê. Cho đều đặng mình tiện một cái răng á. Đặng mình bắt cái con bù lon vô. Công đoạn này ngắm cũng khá là chuẩn phải không? Đã, ngắm hơi chuẩn. Chuẩn. Thời gian này mình đợi anh Thắng ảnh chuẩn bị cái khâu trong kia thì mình ra ngoài này, thì chút nữa mình với anh hội xe cuốc miền Tây sẽ ráp hai cái cây tiên ân này lên. Thì con động cơ này của mình thì mình cũng mới nổ máy, mình đang chạy ru đai để cho nó nhuần nhuyễn. Thì anh Thắng anh cũng có chia sẻ mình thì mình chạy khoảng 50 tiếng. Ở phía ngoài này thì mình làm một cái rừng để bảo vệ nữa, nhưng mà thời gian này cũng rắp quá mình chưa có làm. Từ từ mình ở đây khoảng vài ngày nữa mà để mình rắp ti rồi mình bò ra rồi mình sẽ sơn lại hết nguyên con xe mình nữa. Cái này mấy bữa trước mình cũng buộc để bảo vệ cái ti, do hàng ba vớ ở vòng vòng á nó sẽ nổ vô đây, nó sẽ nhảy vô đây nè, nên thì mình giờ cũng rắp quá mình bỏ đi chút mình gom lại. Thầy cái phốt mới luôn hả? Thắng tỉ mỉ dữ anh Thắng. Sáng sáng này gẹo anh chơi vài câu cho anh em vui vẻ. Sáng ngày sao mà vui vậy anh Thắng? Lắm, sáng ngày làm sớm vui. À, nói với tranh thủ em sắp tới ngày đi rồi anh Thắng ha. Hôm rồi xe rất là nhiều mà ảnh không có điện ai luôn á. Khi nào mình rời bến rồi ảnh mới điện xe về. Đó là cái phốt để chặn cái mỡ bò.
khi mình bơm ở bò nó sẽ còn nằm ở trong, nó giữ lại, nó không có chảy ra ngoài được. Cái này nhiều khi khoảng cỡ 2 ngày mình bơm một lần vẫn được, không sao hết. Cái này là mình tiện vô sâu không anh? Đặng mình tiện mình bắt cái bù lông phải không anh? Con tán gì tiện theo cỡ con tán á. Dạ dạ. Tiện sao mà răng cho nó bót mà đừng lúc lắc. Kiểu này mà đừng có rơ. Kiểu này chắc anh tiện, kiểu này chắc cái lưỡi này chắc xài mấy cái quá anh. Có lưỡi này lưỡi dữ đó. Dạ. HIX xịn. Vậy hả? Ui vô vớt nãy giờ nửa tiếng có miếng hả hả? Dạ, cái gì quá và cứng. Cứng quá cứng rồi. Giá khách này có chịu không?
không biết nha, chứ còn hay nó tính quá. Chết lâu rồi. Sau một thời gian thì con động cơ mình bò trong đây thì nằm khoảng một tuần lễ. Thì giờ thì mình sẽ tiến hành bò cái con động cơ mình ra để mình nối cái bắp gắn vô cái gào này nè. Vô gào này thì mình cũng hàn lại, hàn hai cái răng ngoài, và bên ngoài này mình cặp thêm một miếng miếng 10 ly nữa. Tại vì mình gấp dĩ bằng má, mình gấp dĩ bằng má cũng có nguyên nhân. Tại vì mình làm ở tỉnh Trà Vinh đó, thì chỗ mình làm thì cần một cái sự tốc độ khá là cao. Nếu mình làm tối ngày mình gấp dĩ mà cứ trợt trợt không thì bà con ở dưới người ta làm người ta không có chịu. Nên mình làm như vậy thì gấp dĩ cho nó có cái tốc độ vậy đó. Gấp như vậy thì cái gào mình nó mau hư lắm. Nhưng mà mình vẫn biết vậy. Nhưng mà thôi, mình làm cho bà con càng lẹ càng tốt mà. Chuẩn bị bò xe ra kiếm anh nãy giờ bắt tiêu không thắng? Đang dán cái thằng xích này mày. Ủa, thằng xích này của ai nữa? Xích của một bạn kia qua gửi, thằng xích này của... Trời ơi. Của bê cô. Dạ, 03 hả gì? 04. 04 anh. Dạ, bà ai á? Dạ. Này mình đã vớt xuống 2 ly cái mình đắp bê đi nóc. Dạ. Đắp bê nóc cái mình vớt lại. Vậy dạ. Xài về nó ngon hơn, nó không bị rỗ. Ui ui, kỹ dữ anh thắng. Cái lớp ti á, mình đi nước mặn á, nó bị rỗ. Dạ. Bây giờ mình đắp bê đi nóc vậy nè, mình đi nước mặn nó không có rỗ. Dạ dạ. Mấy người đi nước mặn người ta phải đắp hơn. Dạ dạ đúng rồi. Cái ti của em đó xài 24 năm rồi còn quen. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Thấy cái ti xài bền quá. Làm như anh vậy thấy chất lượng quá anh Thắng ơi. Mình nó đâu có rổ đâu cũng lừ luôn không. Dạ. Dạ đây là cây ti tăng xích của cái xe 04 của Pico. Ta ở này ở tỉnh nào vậy đây anh? Ở bên ở Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa mà đang làm bên Trà Vinh hay đâu? Ừ đúng rồi. Đem về đây làm cái tăng xích này hả? Ừ. Dạ chịu chơi dữ ta. Nên vớt mặt này lại nữa xong rồi. Dạ dạ dạ. Rồi xong rồi tranh thủ ra bò xe ra anh ơi. Rồi vớt còn bát nữa anh. Dạ dạ dạ. Điện cái nó rồi này. Dạ dạ đó. Mình chỉ mới chạy đâu đây chỉ được có 4 tiếng thôi thì thời gian cũng hơi rấp. Cái này phải chạy nữa nặng cho ba cái lượng khối trong heo nè, rồi trong ti heo rồi đó cho nó giải tỏa hết thì nó mới chạy, nó mới bớt khối. Cái này chỉ có khối xương xương thôi.
giờ tính sao? Chắc là lỡ rồi thôi mình cũng làm luôn chứ sao vậy anh? Nếu tháo lần là tháo còn khó mà. Đây em thấy làm luôn, tại vì hai cái này nó cắt chỏ nó quan trọng. Anh nói chuyện đó. Anh nhìn vô đây chút anh. Tại nhiều người cũng xem mình anh khum không có thấy anh sao? Dạ. Rồi nói anh là sao? Tại vì mình chịu hai cái ác chỏ, có hai nàng ná nó chịu cái tay lại anh nó dạ. Lắc á, cái gạo nó lắc thì cái chỏ nó đưa ngưa lên nó dễ té cái tay bắt chỏ. Dạ dạ dạ. Cũng nguy hiểm á. Tính ra bộ phận xe cút mình cái nào nó cũng chịu á anh. Có mấy ác chân ti đầu ti đâu á, nó lỏng thì không quan trọng. Dạ dạ dạ. Chân cần thôi chứ còn ác chỏ với ác chân cần lỏng quan trọng. Dạ 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 dạ. Mà làm này là lâu không? Lâu hay lẹ? Này cũng lẹ, tại vì mình có bạc ác sẵn là làm cũng lẹ. Dạ thôi vậy sẵn đây đậu đây anh vớt luôn đi. Mà em hơi buồn buồn chút thôi. Dạ, buồn. Cái máu mà yếu quá anh ơi. Dạ. Vậy làm luôn ha. Dạ. Em làm hai cái tay này cho nó bót lại. Cái tay dạ. Này lắc quá, lắc lên lắc xuống á. Dạ. Nó bị mòn. Vậy chứ anh nghĩ rồi, lúc này em nhớ là đóng cái này là hình như là gỡ 6 năm rồi đó bớt thôi anh. Lâu lắm rồi, hồi mà còn Hiếu còn làm được mà. Dạ 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 dạ. Nhưng mà bù lại một cái thì hai cái bạc này cũng còn xài được nè, hai bạc này thấy còn ngon quá nên anh Thắng anh giữ lại cho mình thì mình cũng đỡ tốn cái chi phí của hai cái bạc này, mình chỉ tốn hai cái bạc đó với lại cái ác này nè. Thời gian cũng phai màu quá thì nó cũng chạy vậy cũng nguy hiểm quá, cháy cái lớp ti ở ngoài rồi cũng phải sao lọc. Mà bây giờ nè, cái mà giờ nó gắn là chiều nay phấn đấu rồi nha. Rồi. Các bạn đang đón chờ mình cái chiều nay nè. Rồi. Dạ. Chỗ anh em cái anh Thắng ảnh chơi sang với mình luôn. Anh lấy cây ti mạ 8 lớp, cây ti mà ti gạo mình á. Nguyên cây ti dài nè, cây ti lúc sáng mình có chia sẻ. Giờ anh Khá ơi. Dạ. Khá hỏi kỹ anh Thắng coi cắt cây ti nào nha. Cây ti này là dữ dằn lắm á nha. Dạ. Ti này mà đây đâu có cần đó, lỗ chết luôn nha. Dạ. Hỏi chưa, kỹ chưa? Kỹ rồi. Chắc phải không? Ti 70. Ti này mạ 8 lớp. Anh Thắng ở đây thì anh đóng mấy cây ti mà ác cần đâu nè, cái độ ma sát mà nó lớn á. Anh đóng cây ti này là cái ti gạo của mình á, mạ 8 lớp. Đây là ti 70. Anh mua nguyên một cây thế này nè, thì không biết chiều dài nhiêu mình không biết nữa. Chiều dài nó chắc... Khá ơi, cái này chiều dài nó thường là khoảng nhiêu mét biết không? Mua... Biết không? Không hả? À? Cái khúc mà mình cắt cái ti gào rồi, giờ ảnh cắt cái ti này để đóng cái cây ác cần của mình. Như vậy bộ hổm mình cắt ra mà cắt bằng cái lưỡi này hả? Dạ đúng rồi. Gì ghê vậy? Chỗ anh Thắng làm thì nó tiện lợi như thế này nè, như cái vỏ thì gào mình giờ nó bị xét rồi. Giờ mình đem ra ngoài kia cái nổ máy cái bắn cát một cái. Chứ mấy chỗ khác mình không biết làm sao chứ chỗ này thì tiện lợi là được như vậy đó. Khá ơi, dạ. Chút nữa Khá bắn là bắn từ cái đoạn này nè, từ đây thôi nha, từ đây cái dạ. Bắn lên,
Tại chỗ này nó bị sét khá là nhiều nè, nó mỏng nữa nè. Nhưng mà cái này là anh Thắng nói là bây giờ mình hàn là không được, hàn sợ nó bóp cái vỏ ti lại. Đúng rồi. Bóp lại cái ti mình thụt vô thụt ra nó bị cháy cái da của cái ti. Nên giờ phải bắn cát sơn lại thôi. Mà cái này nếu mình mài á, mài thì vài ngày nó cũng tróc ra nữa. Mài nó không có sạch nổi. Đúng ba cái lỗ này. Đi phụ phụ cái. Nhầm nhỏ nhỏ. Bên này mình bỏ đâu được? Bỏ đường cánh dĩ rồi. Cảm nhận sao? Hả? Cảm nhận thử nghiệm chút giờ đứng đời thấy sao? Gì chứ? Cảm nhận bắn nãy giờ cái cảm nhận mình sao? Gì trời ơi. Nghe. Cảm nhận thấy bắn giờ quen là quen chưa? Giờ quen rồi. Con giờ quen rồi. Dạ. Dạ nhưng mà bắn là phải nhép con gòn này nè chứ để nó vô lỗ tai mình ha. Không chịu nổi tiếng á. Tiếng ồn ha. Ừ. Với lại sợ cát nó vô ha. Dạ. Ừ.